Buông gần gần lại mới vui. Buông gần gần lại. Rồi đi, trời ơi. Không, rồi buông gần gần lại. Em chơi với chị. Rồi, chuẩn bị nhạc lên. Chán chết. Ông nội. Trời ơi. Cái nết lại, cái nết lại, cái nết lại. Đâu sao? Rồi? Sao? Còn cái miếng da đầu đâu? Cái miếng da đầu. Trời, cái da này gắt vậy. Sao? Rồi, mày nổi làm gì trời? Ôi là trời. Sao vậy? Trời, nó làm tới công rồi kìa. Trời ơi. Thì má. Rồi sao nữa? Rồi lên đây, lên luôn. Lên luôn chơi quậy với trời. Chơi nữa. Còn ai đâu? Ê, cái trò này em thấy vui ai nữa nè. Là tới hậu chơi đi, tới hậu chơi đi. Hậu chơi tới hậu đi. Ôi, bà nội ơi, chóc da đầu mà. Không, tới hậu đi, cái là hậu nào. Rồi, chơi, rồi chị, bây giờ chị làm cho chị giám khảo cho. Rồi, chuẩn bị nha, chị làm giám khảo cho. Rồi, rồi, chuẩn bị vô nè, chị làm khảo cho. 1, 2, 3, vô. Rồi. Gì vậy? Nhạc lên nhạc. Nè, bỏ cái này lên đàn theo ra múa luôn. Đó. Nhạc tự. Hôm nay cuối năm rồi quý vị, cuối nghỉ không có lo gì hết, dạy tiếp. Ừ. Nghe nè, cái đầu tao mới nhỏ mà chiều á. Là dòng này chưa nào sổ. Trời ơi, gọi ơi. Tắt đi, tắt đi. Trời ơi, tắt đi. Nó nghe nè, bà má bắt đầu. Khoan, khoan, khoan. Bà má bắt đầu bụng cái chứ. Khoan, khoan, bé hai ơi, em vô em gài cái nịch bụng lên, nó bung cái nịch bụng mà. Cho em chơi với, cho em chơi với được không? Để chơi gì? Em muốn chơi giống mọi người á, tại em không được. Vô. Vô, vô ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho mình chơi luôn. Chơi luôn hả? Được không? Ok, ok, chơi đi. Nhạc. Lên, lên đeo. Lên nữa hả? Dừng đi. Nè, cái lồng cầu nó gãy đầu bóng này nè cho mày. Trời ơi trời. Nhạc nữa hả? Anh Thần ơi lên. Đuổi nghỉ luôn hả? Trời ơi. Vỗ tay cái gì? Rồi xuất sắc. Trời ơi trời. Trời ơi. Cô lên rồi quý vị ơi, cô lên rồi. Đó. Chào mừng quý vị đến với Đạp Xiếc. Chào mừng quý vị đang đi xem tiết mục Hèo Xiếc. Tắt đây. Trời ơi. Trời ơi. Quý vị đã được xem heo nhảy qua dòng cầu xuất sắc. Mình đã bóng tay cho heo quý vị ơi. Làm sân khấu rồi bye bye. Đây là sân khấu tụi sập. Tiếp theo là khỉ nhảy lòng cầu. Quá xuất sắc khỉ đó quý vị ơi. Trời ơi nhập heo quá xuất sắc. Cổ công luôn. Cổ công. Ê, trời ơi bà nội ơi. Cổ công luôn. Rồi nè cổ công. Bà nội làm gì quay vậy trời. Không thấy được.
xuống. Alo. Xuống xuống xuống. Nói nghe nè. Ồ cái sân khấu hơi là bê tông đó quý vị. Nãy giờ mà như sân khấu gỗ đâu là bây giờ nó sập mất tiêu rồi. Cái gì? Sao vậy Thanh ơi? Thanh. Thanh ơi em ổn không Thanh ơi? Tiểu Thanh. Trời ơi cái gì vậy? May má lên không gì vậy má. Ổn không? Bây giờ ai trả lại cái lòng cầu cho tôi xuống xuống. Rồi con kia làm gì chết lên giống như trời. Con kia bị gì vậy? Trời ơi cái bụng nó cũng kỳ vậy bà nội ơi. Thanh ơi. Trời ơi ổn mà không? Sao không sao? Thanh ơi, Thanh. Ba. Nó nghe nè, bà nội mày. Trời ơi, nó xuống. Xuống tới cái nắp rồi nè. Thì mặt cái gì nó cao ngoài cái sau lưng rồi kìa. Đứng dậy coi. Đứng dậy. Lên ra cả đây. Đừng. Rồi buông cái giò ra, buông. Rồi ra đây. Rồi đi ra đây. Buông cái tay ra. Buông cái tay ra. Rồi cái này nó nằm ở. Cái này nó. Mình ngưng đi. Thanh ơi. Thanh. Mình ngưng ngang đi. Thanh ơi, nó bắn mày lòi ruột rồi kìa. Nó bắn mày lòi ruột. Lòi cái này màu trắng. Trời ơi. Trốn đi. Trốn đi mấy chị ơi. Giặt tới rồi. Trốn đi. Thôi bây giờ mệt quá. Mọi người về hết đi. Vậy má. Về. Trời ơi bà nội mày. Nghĩ sao mày đuổi về rồi mày ăn cám hả? Mày đuổi đi. Nói đi mày có cháo mày không à. Chết quèo tiểu anh. Mày sao ổn không ra nè. Lẹ lên. Lòi ruột lưng ra. Rồi ra. Ra đi ra sổ trong này đi cho thôi. Chị ơi con nách của Phương Nga. Sao? Trời ơi nó chui chị ơi. Rồi ra đi trời ơi. Phan đã nghe được. Cầu chúc cho anh được về với bên kia thế giới thật là bình an. Trời ơi. Trời ơi nữa hả? Phan anh ơi. Ngưng nhạc anh ơi. Có gì muốn nói không? Em thấy gì chồng? Chị ơi em ngủ thôi mà heo nó đè rồi thêm em thấy cái gì. Trời ơi chị ơi cái gì mặc một cái xúc xích thêm hai cái chân vịt lộn. Ngon không? Trời ơi trời. Cái gì heo nữa hả? Bắt giới kiểu gì? Trời ơi. Em ơi. Cho chị xin phép. Gặp được em cái mừng của em ơi. Trời ơi. Cái dòng này 12 giờ đêm chưa sổ được. Rồi bây giờ mấy má ổn không? Ổn chưa? Rồi xong chưa? Giờ được chưa? Em ơi còn dòng bắn giao thừa nữa mà sao nó bắn sớm vậy em? Bây giờ là cho nhạc sổ số đi. Bây giờ mấy em ra sổ số luôn. Được chưa? Ổn chưa? Bây giờ nãy giờ em thấy sao trong mình? Em thấy là 47 triệu mới đặt cái cặp. Bây giờ một cái trên cái dưới. Nãy bị bắn lội ruột lội xuống tới đây luôn à. Rồi bây giờ lên số nhà. Lên nhà sổ số tiếp nè. Giặt bắn em sao quên thành ba cái luôn rồi nè. Trời bà đầu. Cái trứng em còn không biết trứng chi đâu rồi. Không cái trứng con này hát trước. Ủa con này hát trước. Em trứng ok không? Còn cái trứng của em ok chưa? Cái trứng em ổn. Cái trứng chị đâu? Không cái trứng của em nó bị méo. Bị méo rồi cái trứng em bị méo. Cái trứng của chị đâu? Em không có biết. Cái trứng chị đâu? Đây nè con mi nó rình rình nó lụm cái trứng ơi, chị. Trời ơi cái trứng của em bị bể rồi nè. Rồi đi vô. Là trời. Vô vị trí. Nhát lên.
Dạ quý vị ơi, em ơi mà mình đến đây không thấy mặt ai là biết em bị đuổi ra nhau quý vị. Vâng, hôm nay thì em đã chơi hết mình quý vị rồi. Trong trà vỗ tay đi ạ. Quá đẹp. Say. Số gì đây à? Mấy gì đây? Có mấy gì đây? Mấy gì đây à? Số em à? Số em hả? Số gì đây? Số gì đây con? Số gì đây? Số gì đây con? Số gì đây? Số gì là đóng lại trong lòng là một đỏ hoa mai. Còn số 2, con số 2, con số 2 đi con số 2. Con số 2, con số 2, con số 2 ra con số 2. Số gì đây? Mấy gì đây? Mấy gì đây à? Giờ hàng năm, năm gì đây? Năm gì đây? Năm gì đây? Năm gì ra? Bố game đèn mờ răng răng, màu trắng như gì sao tắt đèn ngủ yên. 50 nguyên, nguyên 50, có 50 ra con 50. Còn 50, còn 50 đây, còn 50, còn 50 đây. Mấy gì đây, mấy gì đây à? 10 gì đây, có 10 gì đây, 10 gì đây à? Chứ hàm rằng em cắt ngang ba đàn bò, em mãi ngàn đời. Là người con gái Việt Nam tới con 18, con 18 tới con 18. Con 18 là lá vé cờ hên xin lô ở dừng xe. Rồi kính thưa tất cả quý vị mình, con số chỉ điện kia ra đó có vị chủ nhân đột giải. Dạ quý anh chị mình ơi, sau một trận bão táp linh đình, dạ trái banh nó bể hết mẹ anh. Bể cái trứng rồi. Rồi, và dòng lời mới trước khi đang chào mời và đang vào giữa tất cả các chính trị mình bên dưới nha. Anh ta là trường đầu tư tham gia tham dự cái gì nha. Rồi, chúc mừng cho anh dòng lời ký hiệu tờ là vé 185. Cái đường đúng con số chỉ điện kia ra là con số mấy không biết luôn. 18. 18 giờ có 1. 26. Có 2. 46. Giờ có 3. 58. Hợp lệ. Trời ơi, anh trai anh gạch có một con một hả? Rồi chúc mừng anh.